Thưa tất cả bà con, chúc phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư giờ về tại hai sàn cà phê London và New York thì tăng rất mạnh trở lại con nha. Sau đây là phần mời bà con và mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê tại hai sàn và nhà cà phê và nhập tiêu ngày hôm nay ngày thứ tư tại cả địa phương các tỉnh xem thị trường ra sao bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê sàn London chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Giá cà phê tại sàn cà phê Robusta tăng khá mạnh trở lại bà con nha. Chủ thể ghi hành trong ngày tháng 5 năm 2024 tăng 57 đô lên 3.077 USD tấn. Ghi hành trong ngày tháng 7 tăng lên 50 đô. Ghi hành trong ngày tháng 9 tăng lên 44 đô. Ghi hành trong ngày tháng 11 tăng lên 39 đô bà con nha. Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay tại sàn cà phê Robusta ở mức khá cao. Thưa bà con, cùng chiều tăng tại sàn cà phê London chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ tư. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica tăng khá mạnh bà con nha. Giá cụ thể kỳ hạn trong ngày tháng 5 năm 2024 tăng lên 3,45 sen lên 183.05 sen trên pound. Kỳ hạn trong ngày tháng 7 tăng lên 2,85 sen. Kỳ hạn trong ngày tháng 9 tăng lên 2,55 sen. Kỳ hạn trong ngày tháng 12 tăng lên 2,40 sen. Khối lượng giao dịch ngày hôm nay tại sàn cà phê Arabica ở mức khá cao. Sau đây là phao với bà con và mọi người theo mình theo dõi nhà cà phê và nhà tiêu ngày hôm nay ngày thứ tư nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ tư ngày 28 tháng 2 năm 2024. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu xô sáng hôm nay ngày thứ tư tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.